cái giai đoạn sau cùng cuộc đời Tú là gần Thúy nhất. Yeah. Hai anh em nhau. Có lý do tại sao không chị? À, tại vì lúc đó chị con cái chị cũng lớn hết rồi, mà chị cũng có nhiều thời giờ, chị cũng ít đi hát. Yeah. Còn anh thì cũng dành ở nhà với chị nhiều, thì chị thích lên trên nhà anh chị chơi. Xong chị dọn dẹp và nấu ăn với anh thì anh thấy chị cũng phụ dọn dẹp nhà cửa, thì anh hay thích, chị thích món gì chị nấu, anh nấu cho chị món đó. Đúng là ăn ngon lắm. Rồi mà yeah. mà anh vừa nấu ăn anh vừa hát, anh bắt chước nhiều người lắm. Yeah. trời cười chết đi được. Em nghe anh Tuấn chia sẻ là có lúc là anh Tú là nấu nguyên một cái nồi đồ ăn đem đi diễn luôn cho mọi người. Đúng, đúng không chị? Tú thương bạn lắm. À. À, như hát chung với các bạn á. Yeah. Thì chỉ cần nói sao tôi thèm, tôi cái... thèm à. Cái tấm tấm hay là bún bò ấy, là ngày mai đem luôn một nồi bún bò vào trong vũ trường hát. Yeah. Anh nói có lần là... thích bạn lắm. Yeah. Mà có lần anh nói anh nấu nồi phở lên anh mời nhiều lắm, có anh Viết Phương với vợ chồng anh Viết Phương tới anh nói trời cô biết không ạ, hai vợ chồng hút không còn một giọt. Còn mời còn đem về nữa. Chị tính ra là anh Tú rất là nhiều tài lẻ đúng không chị? Nhiều lắm. Gọi là chơi bingo cũng giỏi nè, nấu ăn cũng giỏi nè. Nhiều lắm. Rồi gì nữa không chị? Chị còn nhớ những cái gì đặc biệt từ anh Tú mà muốn bật mí cho quý vị? Anh vẽ đẹp lắm. Wow. Vẽ đẹp lắm. Tài tử. Chị đem mà đẹp lắm. Yeah. Tài tử đó, anh vẽ y chang. Wow. Cái ánh mắt very soft, very mềm mại đó. Dạ. Yeah. Biết đẹp, rất vẽ đẹp lắm. Wow.